VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Để siêu nhanh luôn. Em thấy mấy anh em kia là nhảy từ em lướt. Mà nó anh kinh nghiệm khả năng càng tốt đâu. Ngày nhanh này nó đâu đúng không? Nhảy trước đâu không? Anh coi lại đúng không? Anh coi lại cái thế anh ngồi đứng nhảy nó hèn kinh khủng luôn anh Sái. Anh nhảy gì nè? Lôi xong thì nó sắc là lối. Thấy ơi, chúng ta quá.
Thì anh em đưa ra ý hay thật. Đừng dẫm dày lên không ạ? Nếu không anh ta, anh em hiểu chưa? Nhẹ xa, về đêm có xong rồi. Đi từ đây bước ra luôn, bước đều thôi. Hên quá, hơi đi khang giải thoát cho tất cả mọi người. Quá trời mệt. Cái chân anh có lủng lỗ không Khang? Chân anh có lủng lỗ không? Có chứ, sầu riêng chơi được rồi. Nó đau luôn. Nó vút lại luôn á, phải không? Game đúng không? Nó bị chuột hút luôn á, phải không? Bim. Nổi dao nghe xài. Hay quá, chung kết sớm. Trời ơi, muốn xỉu. Em buồn ngủ chơi này, tính ngủ luôn á thì chết đấy. Rồi, ok, ta bắt đầu. Anh nó ở nhà, anh dép. Dép nhà, anh quen rồi, bây giờ bỏ chân đất ra. Ủa, đau quá ta. Cái chân rửa mát tiên, có cảm giác rồi. Nhưng mà dép đi nhà. Anh Thành chơi hả? Trời ơi, trời ơi. Anh bỏ tất ra. Anh bỏ ra. Anh Thành. Rồi anh
Anh coi lại đúng, anh coi lại cái thế anh ngồi đứng nhảy nó hèn kinh khủng luôn anh sái. Anh nhảy gì nè. Lộc ơi, Đan ơi kêu Lộc lên cái không sorry. Mùi vào bây giờ thấy đả thông kinh mạch. Có chứ bây giờ đả thông lên đầu ở cái trung ương luôn. Ừ. Sau khi đau đớn thì mình để yên là mình đã thấy nó đã rồi. Đêm nay anh em ta sẽ có một giấc ngủ ngon. Tỉnh luôn đó, tích cực thế đi. Ở đây rồi, tỉnh. Có cái bảy anh em phải lốc cho. Nhưng mà đến 7 anh em phải up, up sang bên nào cũng bên này. Đến 7 thì anh em phải đọc là up. Thế nào thì, ví dụ anh em đứng bên này thì phải sang bên này. Bên này sẽ lại đọc 1, 1 tiếp. Đấy, bên này, ví dụ nhá, 1, 2 đúng không? Anh có thể tay dùng bất kỳ anh cứ đảo đảo lên đảo chiều cũng được đảo chiều cũng được đảo chiều cũng được đấy bảy giờ đây này ok bắt đầu lại từ anh bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đấy là sai bảy đấy là sai hay là hay là up anh em không muốn bên nào cũng được anh em không được như này ok bắt đầu nha cái này cái tay này là hướng nhá nghĩa là cái tay này là hướng bắt đầu này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à, đúng, áp, được. Không phải là áp phải là dùng cái áp nó phải nói là dùng áp 2 là 7 và là áp bắt đầu lại đi áp là bắt đầu lại anh là 1 2 3 4 5 6 áp 2 3 4 5 6 áp đúng rồi 1 2 3 4 5 6 Lại okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Up 1, 2, 2 3, 4, 5, 6 Up 1, 2, 3, 4, 5, 6 Up 1, 2, 3, 4, 5, 6 Up Em luôn Yếu là 1 mà Yếu là 1 Up tại cái này luôn Yếu là 1, yếu là 1 sau cái này cái cười mà mới cười hả để em vừa chậm để em vừa đó 1, 2, 4 6 chậm 1 một lại đi trời ơi cái 1, 2 ba đấy rồi wow để là gì cũng phải thắng được một lần chứ thắng một lần nhưng 2, 3, 4 có bên này mà sao vậy chơi đấy chứ lại chơi chưa 5, 6, 7 bắt đầu 1, 2, 3, 4 5 up đọc sao anh nào lắm lần vòng này là sao một một lại bốn bảy còn lại là nha bốn bảy là nhiều a bảy nhiều qua đây nhau Đây là là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
7 một như này không? 1 là thế này không? 7 mới là thế này đúng không? Up up up. Bắt đầu chơi anh em bạn dần nhá. 1 3 bắt đầu. Đã bắt đầu hả? Dạ. 2 anh 1 2 4 6 up 2 5 6 up 1 3 đang căng cứng, tao giảm nhé. Ủa gì vậy? Đúng rồi, anh chưa lại, anh chưa lại, lại. Đấm, sáu luôn. Đấm, một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Đấm, khó đấy. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, đấm, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, đấm, hai, ba, hai, Rap Việt 2024 chính thức phát sóng 20 giờ từ 13 tháng 9. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.